Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 với các cơ quan liên quan để lắng nghe ý kiến góp ý vào các nội dung đề án. Chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng đề án đã chủ trì buổi làm việc với Đảng đoàn Hội luật gia Việt Nam và Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Trong quá trình xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, Hội luật gia Việt Nam và Liên đoàn luật sư Việt Nam đã chủ động nghiên cứu, tích cực tham gia ý kiến vào dự thảo các chuyên đề, nhất là chuyên đề chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 mà Ban nội chính Trung ương thực hiện, cử đại biểu tham dự và phát biểu tại các hội thảo quốc gia, tọa đàm chuyên sâu tại buổi làm việc này các đại biểu nêu nhiều ý kiến tâm huyết có cơ sở khoa học trong đó có cả những nội dung mới đóng góp cho dự thảo đề án chủ tịch nước nguyễn xuân phúc khẳng định đảng nhà nước rất quan tâm đến hội luật sao việt nam liên đoàn luật sư việt nam và các luật sư chủ tịch nước nhấn mạnh nội dung quan trọng xuyên suốt của đề án là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của đảng bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân phát huy vai trò của các cơ quan bổ trợ tư pháp Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương lớn và đúng đắn về quyền con người, xác định quyền con người là giá trị nhân văn, tiến bộ, có tính phổ quát của toàn nhân loại, nhất là kể từ khi đổi mới đến nay. Đặc biệt, Hiến pháp 2013 quy định bảo vệ quyền con người là nhiệm vụ hàng đầu trong các thiết chế bộ máy nhà nước, và nhiệm vụ này tiếp tục làm rõ hơn trong đề án này cùng với đó là khẳng định vai trò của luật sư các hoạt động trợ giúp pháp lý ngày càng được tăng cường nhất là trong hoạt động tố tụng bảo đảm sự bình đẳng giữa các chủ thể tham gia tố tụng đặc biệt chủ trương xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp được triển khai nghiêm túc và có nhiều kết quả tích cực hệ thống trợ giúp pháp lý được củng cố kiện toàn và đổi mới tổ chức hành nghề công chứng rộng khắp và phân bố hợp lý hơn gắn với địa bàn dân cư đây là những hoạt động rất cần thiết trong quá trình phát triển đất nước chủ tịch nước cũng nêu một số nội dung về hoàn thiện các thiết chế nhà nước nói chung thiết chế trong lĩnh vực tư pháp nói riêng đồng thời yêu cầu tổ biên tập xây dựng đề án tiếp thu bổ sung vào dự thảo đề án những ý kiến thống nhất cao tiếp tục nghiên cứu các nội dung còn có ý kiến khác nhau để báo cáo ban chỉ đạo tại phiên họp sắp tới sáng nay tại bộ y tế thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã trao quyết định của bộ chính trị chỉ định giữ chức bí thư ban cán sự đảng bộ y tế và quyết định của thủ tướng chính phủ giao quyền bộ trưởng bộ y tế đối với đồng chí đào hồng lan ủy viên trung mương đảng cùng dự hội nghị có đồng chí vũ đức đam ủy viên trung mương đảng phó thủ tướng chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan trung ương thủ tướng chính phủ phạm minh chính chúc mừng đồng chí đào hồng lan đã được bộ chính trị ban bí thư trung ương đảng chính phủ tin tưởng giao phó trọng trách thủ tướng tin tưởng trên cương vị mới đồng chí đào hồng lan sẽ tiếp tục phát huy năng lực sở trường của mình cùng với tập thể ban cán sự đảng lãnh đạo bộ đội ngũ cán bộ công chức viên chức người lao động toàn ngành kế thừa truyền thống tốt đẹp của ngành y tế không ngừng nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn vượt qua thử thách hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đảng nhà nước và nhân dân giao phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Y tế tới đây cần tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong mua sắm và khẩn trương triển khai các giải pháp để đảm bảo đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở, từng bước bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế các tuyến, xây dựng đề xuất các chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp, chăm lo hơn nữa đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành. Thủ tướng khẳng định Đảm nhận nhiệm vụ bí thư ban cán sự đảng, quyền bộ trưởng Bộ Y tế là vinh dự lớn, đồng thời cũng là thách thức không hề nhỏ. Hy vọng ngành y tế sẽ đoàn kết thống nhất, phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực khắc phục những hạn chế tồn tại, vượt qua khó khăn thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chiều nay tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động phân công đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, thôi giữ chức bí thư Ban Cán sự Đảng Tổng Kiểm toán Nhà nước, để chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quyết định điều động, phân công đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng thời giới thiệu để Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Đồng chí Trần Sĩ Thanh đã kinh qua nhiều nhiệm vụ ở các địa bàn, lĩnh vực khác nhau và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bộ Chính trị tin tưởng đồng chí sẽ phát huy tốt năng lực, sở trường và kinh nghiệm đã có, năng động sáng tạo, không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân. Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ đồng chí Trần Sĩ Thanh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời đề nghị Đảng bộ thành phố, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội luôn đoàn kết, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa thành phố Hà Nội phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sĩ Thanh hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ được phân công, đồng thời phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ thủ đô. trong hai ngày 13 và 14 tháng 7 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 17. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Sau đây là một số kết luận cơ bản của kỳ họp. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để Ủy ban nhân dân tỉnh và một số tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đấu thầu, nhà ở, bảo vệ và phát triển rừng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh, báo cáo không trung thực với cơ quan cấp trên khi đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân gôn Đắc Đoa. Trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về các đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí giám đốc các sở tài chính, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn và một số tổ chức đảng, đảng viên liên quan ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh gia lai tập trung lãnh đạo chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm khuyết điểm thu hồi các quyết định trái quy định của đảng pháp luật của nhà nước đã được chỉ ra Đảng ủy Cục Quản lý giá Bộ Tài chính các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để Cục Quản lý giá và một số cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc hiệp thương giá, kiểm tra giá hiệp thương đối với mặt hàng kit xét nghiệm Covid-19 trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước, công tác thẩm định và bình ổn giá trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về các đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, bí thư Đảng ủy, cục trưởng Đặng Công Khôi, phó bí thư Đảng ủy, phó cục trưởng Nguyễn Văn Truyền, phó cục trưởng, nguyên phó bí thư Đảng ủy cục quản lý giá. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn ngân sách nhà nước và nguồn lực của xã hội, ảnh hưởng xấu đến công tác phòng chống dịch Covid-19, đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan quản lý nhà nước đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Ủy ban kiểm tra Trung ương yêu cầu ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, Đảng ủy cục quản lý giá tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm khuyết điểm. Ban cán sự Đảng phối hợp với Đảng ủy bộ chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm thi hành kỷ luật các tổ chức cá nhân có liên quan. Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật một số cán bộ tỉnh Phú Yên, khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí Nguyễn Thị nở, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên phó giám đốc phụ trách Sở Tài chính, Ngô Quang Phú, phó bí thư Đảng ủy, phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường mai hắc lợi đảng ủy viên phó giám đốc sở tư pháp tỉnh phú yên nguyễn ngọc duy phó bí thư đảng ủy phó cục trưởng cục thuế tỉnh cảnh cáo các đồng chí trần hữu thế phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phạm đình cự nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lê văn trúc nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy nguyên phó bí thư ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh lê kim anh Nguyên tỉnh ủy viên, nguyên ủy viên ban cán sự đảng, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Nguyễn Thị Mộng Ngọc, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, giám đốc Sở Y tế. Đỗ Duy Vinh, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên giám đốc Sở Tài chính. Nguyễn Như Thức, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên. Khiển trách đồng chí Nguyễn Quang Thành, nguyên ủy viên ban cán sự đảng, nguyên phó tổng kiểm toán nhà nước. Đề nghị bộ chính trị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020, ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026, đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021 và các đồng chí Huỳnh Tấn Việt, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương, nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên bí thư đảng đoàn Nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, Nguyễn Chí Hiến, nguyên ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, nguyên phó bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cũng tại kỳ họp này, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác. Sáng nay, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Dân vận Trung ương, chủ trì hội nghị. ghi nhận những kết quả đạt được của hệ thống dân vận và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cả nước trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, trưởng ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài cũng chỉ ra một số hạn chế cần tập trung khắc phục, nhất là công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo dân tộc còn bị động lúng túng, khả năng dự báo tình hình, kỹ năng tham mưu giải quyết những tình huống cụ thể ở cơ sở còn hạn chế. Trong 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị hệ thống dân vận các cấp tích cực chủ động triển khai thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các đề án, sơ kết tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời kịp thời tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của Đảng đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Chiều nay tại thành phố Đà Nẵng, Ban tuyên giáo Trung ương đã tổ chức gặp mặt cơ quan báo chí xuất bản khu vực miền Trung Tây Nguyên. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam. Hoạt động gặp mặt cơ quan báo chí xuất bản văn học nghệ thuật khu vực miền Trung Tây Nguyên lần này nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí xuất bản văn hóa văn nghệ, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Giả soát quy hoạch ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa và phát triển con người toàn diện, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương đề nghị cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan báo chí xuất bản, Hội văn học nghệ thuật miền Trung Tây Nguyên tiếp tục nhận thức, quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò và tầm quan trọng của mình trong việc thông tin, tuyên truyền, cổ vũ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, bám sát sự chỉ đạo, triển khai các nghị quyết, kết luận của các cấp Trung ương, cập nhật phổ biến những chính sách, quyết sách kịp thời, linh hoạt và hiệu quả, giải quyết khó khăn vướng mắc, bảo đảm an sinh xã hội. Nhân dịp này, Ban biên tập Báo Người Lao Động đã trao tặng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 20.000 lá cờ Tổ quốc từ chương trình 1 triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển và hợp phần cờ Tổ quốc Biên Cương để chuyển đến ngư dân và chiến sĩ, đồng bào vùng biên giới.